Mình chào các bạn, mình hôm nay giới thiệu cho các bạn cái nồi nấu đa năng multi cooker hiệu Krupp. Từ trước mình có giới thiệu với bạn một lần rồi, là cái nồi đó, cũng cái series đó, nó màu đen. Còn cái này nó là màu trắng, và hai cái nồi này nó hơi khác nhau chút xíu. Nó không khác nhau ở trong những cái chương trình và cách nấu, mà nó khác nhau ở cái chỗ là cái series cái màu đen của mình nó có thêm cái cân. Cái này nó không có thêm cái cân. Và cái nồi màu đen, cái series màu đen kia thì là nó có cái hệ liên kết máy điện thoại di động qua hệ thống Bluetooth với cái nồi với cái cân. Còn cái này thì nó không có. Ok, còn nếu mà nói về cách sử dụng nấu thì nó y chang nhau hết ha. Thì mình giới thiệu sơ về cái máy này ha. Cái này cũng nhiều ngôn ngữ. Nó khi các bạn cắm điện vô thì nó sẽ chỉ cho các bạn chọn ngôn ngữ, thì chỉ cần vặn cái nút này ha, là tùy theo ngôn ngữ mình thích, là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng gì đó ha, rồi mình chọn, rồi mình bấm vào OK. Tên cái series cái máy này nó gọi là Cook for Me. Đó, rồi nó sẽ hiện lên cái màn hình này cho các bạn tự chọn ha. Đầu tiên là phía bên này nó là những thành phần vô trong những cái món ăn. Ở trong này nó có ghi sẵn trong bộ nhớ của nó 150 món, cũng giống như cái kia. Nó chia làm 3 phần. Một phần là món khai vị, rồi đi một phần là món ăn chính, và một phần là các món ăn tráng miệng ha. Tùy theo thì bây giờ bên này là các bạn chọn những cái thành phần để nấu ăn này, còn bên này là các bạn chọn vô những cái thực đơn ghi sẵn trong đó. Rồi đi xuống bên này, cái này là menu, tức là cái gì, những cái recipe mà các bạn không có, nó không có nằm ở trong cái recipe mà mình tự mình nấu. Tức là nó hỏi mình là, à, mình nói về như thế rồi hả? Khi các bạn chọn thì bạn ấn OK, mà muốn trở ra lại thì bấm cái nút này ha. Đó, OK. Thì đây, cái chỗ này là cái recipe, tức là những cái chương trình đó ghi sẵn trong đó cách nấu ăn những món ăn. Thì các bạn vào ha. Thì nó hỏi các bạn đó là món khai, là món khai vị hay là món ăn chính, hoặc là món dessert, tức là món ăn tráng miệng. Bây giờ mình nói ví dụ đi, mình làm món khai vị đi. Đó, rồi. Ví dụ trong này nó hỏi các bạn muốn làm món gì, nấu súp hoặc là nói chung là bất cứ cái món gì đó, nó có rất nhiều món mình chọn. Rồi khi các bạn chọn vô, ví dụ như cái này là súp nấm champignon với lại phô mai ha. Ví dụ các bạn bấm vô thì nó sẽ hỏi các bạn là nấu cho bao nhiêu, nấu cho 2 người hay là 4 người hay 6 người hay là bao nhiêu người đó. Thì ví dụ nhé, các bạn bấm cho 2 người, chọn 2 người. Có gặp không? Nói tôi muốn nấu cho 4 người thì chở người ra trở lại. Đó. Rồi thì lại chọn qua 4 người ha. Rồi bấm OK. Đó. Rồi nó hỏi rồi 4 người Subaraya Tùng. À, nó chỉ nè, Subaraya Tùng tức là chuẩn bị cho nấu vô là 6 phút. Và khi cái thời gian để mà nó làm nấu chính là 4 phút, rồi tức là cộng 10 phút rồi xong rồi, nếu nó đúng như vậy. Tất cả nó đã ghi sẵn ở trong này nha. Cái này mình không thể nào chỉnh được. Khác với lại cái này. Khác với lại cái chỗ manual nè, là các bạn tự chỉnh nè. Trong này là chọn là cách là làm giữ nóng, hoặc là hâm nóng, hoặc là cách nấu hấp, hoặc là cách các bạn nấu nhanh, hầm hầm như nấu chậm, ví dụ như vậy, hầm áp suất, nấu áp suất, cái này là tùy theo mình chọn. Tại vì có những món mà nó không có nằm ở trong cái recipe, trong cái 150 recipe đó, mình phải tự chọn. Vì mình nói là về cái món ăn Việt Nam của mình thì mình nói ví dụ vậy, nó sẽ không có nhiều ở trong này, hoặc là nó không có luôn. Ví dụ như là nói thịt kho tàu đó, ví dụ nhé, làm gì nó có trong này. Mà mình theo như mình rút kinh nghiệm
thì nó sẽ hỏi là bao nhiêu gram, tức là cho bao nhiêu người ăn bao nhiêu gram, ví dụ như vậy, thì nhiệt độ là bao lâu, rồi nấu bún lấu hầm bao lâu, ví dụ như vậy. Đó, cái này là mình phải tự làm ha, các bạn nhớ nha. Còn trong bên phía bên cái recipe này á là nó đã có sẵn hết tất cả những món ăn, nó đã ghi sẵn rồi. Bây giờ mình vô thử món ăn chính là nói nha, thịt bò gu gu lát cái gì này. Ví dụ vậy đi, nấu cho 4 người ha. Nó nói trước cho mình biết là 10 phút là cách chuẩn bị hầm cho nó chín rồi gì đó, và nấu là tổng cộng là 35 phút ha. Ví dụ như vậy, cái đó mình không thay đổi được nữa đó. Rồi khi mình vậy thì bấm vô ok rồi mình chọn, thì bắt đầu trên này nó sẽ ghi cho các bạn là nếu mà nấu cho 4 người hoặc nấu 2 người nó sẽ khác nhau ở cái chỗ này. Ví dụ như thịt bò ở đây để là 800 g nè, rồi rượu đỏ 250 ml, nấu này là nấu recipe cho móng tay nha các bạn đó, ví dụ như vậy. Các bạn có thể ghi trong này ra rồi các bạn đi chợ, hoặc là nó có sẵn cái quyển sách recipe ở đây. À đây đây nó có sẵn cái này là cách hướng dẫn sử dụng này, nó chỉ cho các bạn thêm này. Cách sử dụng này. Cái mình đi lúc nãy ha, quyển sách này hoặc là cái brochure nhanh này. Còn đây cái quyển này là có tổng cộng là 150 món ăn, 150 món cách nấu, thì trong này cũng có ghi hết là số lượng cho 2 người, 4 người, 6 người gì đó, ví dụ như vậy, thì là bao nhiêu cái gì cái gì cái gì đó. Rồi các bạn đi chọn rồi sau đó theo như đây rồi ha, rồi bấm ok hay gì đúng không, thì nó sẽ nói với bạn là bây giờ muốn nấu liền hay là chưa, thì các bạn chọn nè, nói là mình muốn nấu liền hay là chưa nấu đó, ví dụ như vậy. Bây giờ mình không có cái gì hết cho nên mình không có bấm ra, nhưng bình thường khi các bạn ấn vào thì nó sẽ hiện ra cái chỗ gọi là hay làm vậy đi, mở nắp lên, cái này nó an toàn lắm chứ. Nên trước khi mà bạn muốn nấu mà nó biết được cái nồi cái nắp mà ở trên, nó sẽ kêu các bạn là đóng nắp lại nha. Mình nói ví dụ nha, nè, bây giờ mình nói bây giờ nấu liền ha, rồi kêu bỏ đồ ăn hoặc là bỏ thịt hoặc là bỏ cái thực phẩm gì vô đó, bỏ gì đó vô đây ha. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó hâm nóng rồi, trong cái thời điểm này là cái thời điểm nó hâm nóng nè, nó hiện lên nè đó. Ok, bây giờ các bạn muốn stop không muốn nấu tiếp thì này, bạn nhấn vào bên này nó sẽ hỏi bạn muốn stop hả hay là yeah, yes or no phải không. Yeah. Yes, tôi muốn cái gì emergency stopping. Yeah, ok chứ. Rồi vậy là nó tắt, ok, vậy là đi ra trở lại, ok. Còn mà khi mà các bạn đang làm gì mà mình nó đang nấu mà các bạn muốn stop nó liền á, thì các bạn bấm ok và bấm cái nút này giữ khoảng chừng 3 giây thì nó sẽ stop hết lại từ đầu, ok. Rồi còn cách cái này, đây là cái dao, nó có cái rổ để mình hấp chứ. Ví dụ như rau quả hoặc là những cái món gì mình muốn nó cho nó chín nhanh thì mình để ở đây, xong mình đổ miếng nước vô, xong rồi cái để rổ vô đó, cái là các bạn chọn vô cái chỗ manual nha, chứ không phải là trong reset, tại cái đó mình nó không có reset, giữ nóng hâm nóng hoặc là hấp, cách nắp nấu bằng hấp hoặc là như thế nào đó, nó nấu nhanh hoặc là nấu áp suất, ví dụ vậy đó, thì các bạn phải vô trong chỗ manual này đó. Rồi chọn chọn cách hấp thì để được chút xíu nước vô rồi để như vậy. Ok, còn sau khi nấu xong muốn lau rửa cái này, các bạn chú ý nha, cái này nó có hai cái này, hai cái nồi này đó, một cái là cái nồi trong này và cái nồi này đựng để nấu. Các bạn nhớ như cái này á, có thể rửa bằng tay hoặc là để máy rửa chén cũng được. Riêng cái nồi này bên trong này các bạn nhớ nha, chỉ lấy cái khăn ẩm rồi lau khô nha, chứ đừng có để vô nước, số nước rửa trong này là hư máy nha các bạn. Ok,
Rồi. Cả cái nắp cũng vậy, cái nắp các bạn cũng có thể lau chùi rửa nắp. Trên này rất đơn giản, các bạn chỉ cần vặn cái con ốc này ra. Rồi lấy cái nắp ra rồi. Đó. Thấy không? Rất là chắc. Đặc biệt là cái này là thép trắng nha, không có xét rỉ nha, cầm cũng có cái độ nặng của nó đó. Rồi cái này là cái bên tim. Cái bên tim này là để khi nấu áp suất nó sẽ xì hơi, để mà mình chuẩn bị để có thể mở cái nắp ra được. Mà cái này nó làm tự động hết, nó khi các bạn tắt hoặc là hết cái thời gian nấu của nó sẽ tự động nó xì hơi ra. Các bạn để cho máy. À còn cái đây cái miếng nhựa này, cái miếng cao su này, họ nói là đừng có lấy cái gì bén nhọn làm hư nữa, tại vì cái này là nó để nó làm trên kính cái nồi. Đó. Nhớ như không, cái này cao su này cũng mềm. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, có cái con ốc nhôm này. Rồi. Trong này cái nồi này cũng có thể nấu cơm được. Cái nồi cơm điện ở nhà mình nấu cơm nó không ngon, mà mình test một bữa mình nấu cơm bằng cái nồi này, mình nấu cơm nó rất ngon. Nấu ở bên cách bằng manual, mình nó sẽ hỏi bạn là nấu cái gì, bạn nói là tôi nấu 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 gạo, có thể là nó nói là nấu gạo, thì các bạn nó sẽ hỏi các bạn là bao nhiêu trọng lượng là bao nhiêu. Thì trước khi nấu đổ vô, các bạn nhớ cân trước nó khoảng chừng để mình biết một lần. Ví dụ con thường hay có cái chén gạo gì, các bạn cân trước thử cái một chén là bao nhiêu gram, để hồi nữa các bạn ghi vô để nó tính cái giờ để mà nấu thôi. Hôm bữa mình nấu 3 lon gạo thì khoảng chừng 500 gram thì là nó tính nó có 9 phút là xong rồi. Mà mở cơm nấu xong cái cơm nó rất dẻo, ăn rất ngon. Đây là cái nồi nấu đa năng Multi Cooker hiệu Krupp series Cook for Me. Nhớ nha các bạn, tại Tin Store nha. Rồi cái này sau khi mà các bạn sử dụng xong, các bạn tắt đi, thì các bạn hoặc là nếu mà đi vào chỗ để chỉnh chỉnh đi vô cái menu này, cho hai cái bánh xe này mình muốn chỉnh gì, mình muốn chọn cái ngôn ngữ của mình là gì, muốn để cái màn hình nó sáng hoặc nó tối, có âm thanh báo động hay là không có âm thanh báo động, hoặc là khi muốn tắt đi thì bạn sang cái nút bên này rồi bấm OK. Để nó hỏi muốn tắt cái bếp đi hả, bạn nói yes hoặc là no, yes. Rồi vậy là tắt ha. Mình chào các bạn nha. Tin Store Multi Cooker nấu đa năng, tiết kiệm điện, nấu rất nhanh, sạch sẽ, giữ được vitamin. Nếu các bạn đi du lịch cầm cái máy này đi theo, coi như là mang cả cái bếp đi theo, làm cái gì cũng được, nướng thịt, nướng cá, hầm cá, hầm thịt, nấu cơm, nấu canh, cái gì cũng được hết, làm bánh bông lan luôn cũng được nữa. Có cái máy này đem theo là coi như đem cả cái bếp đi theo đó, rất tiện lợi nha các bạn. Xin chào các bạn. Có gì nếu các bạn muốn hỏi thêm thì cứ viết ở trong trong YouTube, ở trong trong Facebook của Tiên Store, hoặc là gặp bà đẹp thì sẽ được tư vấn thêm nhé. Mến chào các bạn.